Xin chào tất cả các bạn yêu bóng chuyền trên khắp mọi miền đất nước. Trận đấu sắp diễn ra là trận giữa đội An Giang chủ công là Nam và đội Trà Vinh chủ công là Quý. Trận đấu bắt đầu. Bên An Giang giao bóng trước. 0-0. Chưa. Tốt. Điểm cho An Giang 1-0. Điểm cho Trà Vinh 1-1. Tốt. Điểm cho An Giang 2-1. Điểm cho Trà Vinh 2-2. Tốt. Điểm cho An Giang 3-2. Điểm
Điểm Trang Trang 4-2. Điểm cho Trà Vinh 3-4. Hay quá. Trời ơi, ăn cái bóng lịch sử luôn rồi. Điểm cho Trà Vinh 4-4. Điểm cho An Giang 5-4. Điểm cho Trà Vinh 5-5. Điểm cho Trà Vinh 6-5. Điểm cho An Giang 6-6. Điểm cho Trà Vinh 7-6. Hay quá. Điểm cho Trà Vinh 8-6. Điểm cho Trà Vinh 9-6. Điểm cho Trà Vinh 16. Trời ơi. Điểm cho Trà Vinh 11-6. Thua bao cái bóng lãng lãng không à. Điểm cho Trà Vinh 12-6. Ăn nhậu liền luôn hả? Làm đấy chứ, sợ cái gì? Sợ cái gì? Điểm cho Trà Vinh 13-6. Thôi, xe này bên kia
ăn người ăn rùa nữa. Điểm cho Trà Vinh 14-6. Rồi kết thúc. Trà Vinh thắng An Giang. Điểm số rất đậm 15-6. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.